Thưa quý vị và các bạn, Mazda 3 từ lâu đã được biết đến là mẫu xe hạng C ăn khách nhất thị trường Việt Nam khi tính đến nay đã có hơn 50.000 xe được bán ra trên thị trường. Với thiết kế hiện đại, tiện nghi cùng khả năng vận hành mạnh mẽ, tiết kiệm nhiên liệu của một mẫu xe Nhật, Mazda 3 đã chinh phục được phần lớn khách hàng tại Việt Nam và thường xuyên nằm trong top 10 mẫu xe bán chạy nhất. Theo số liệu thống kê mới nhất từ Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam VAMA, tháng 9 vừa qua, Mazda 3 tiếp tục gặt hái được những kết quả ấn tượng khi dẫn đầu phân khúc với doanh số đạt hơn 1.000 xe. Trong khi đó, Kia Cerato, một trong những mẫu xe được Thaco phân phối, đứng ở vị trí thứ hai với hơn 800 xe. Các đối thủ khác như Hyundai Elantra doanh số khoảng 600 xe, Toyota Corolla Altis và Honda Civic khoảng 300 xe đang bị Mazda 3 bỏ khá xa trên bảng xếp hạng. Kể từ đầu năm tới nay, Mazda 3 đạt doanh số hơn 10.000 xe, trong khi Kia Cerato đạt khoảng hơn 8.000 xe. Các đối thủ Hyundai Elantra đạt khoảng 5.000 xe, Toyota Altis đạt khoảng 3.000 xe và Honda Civic đạt khoảng 2.000 xe. Đáng chú ý là thế hệ mới Mazda 3 2020 vẫn chưa ra mắt và mức doanh số khủng này hoàn toàn do thế hệ cũ đạt được. Như vậy, việc Mazda 3 2020 ra mắt sắp tới đây với thiết kế mới hiện đại hơn, tinh tế hơn chắc chắn sẽ là một đòn đánh chí mạng với các đối thủ cùng phân khúc. Dù ngày 4 tháng 11 tới, thế hệ mới của Mazda 3 2020 được ra mắt chính thức tại Việt Nam, nhưng qua những hình ảnh thực tế Autobuy ghi lại tại buổi họp giới thiệu triết lý thiết kế xe ngày 27 tháng 10 vừa qua thì có thể thấy Mazda 3 2020 có thiết kế hoàn toàn lột xác so với thế hệ trước. Từ ngôn ngữ thiết kế Kodo Sound of Motion, linh hồn của sự chuyển động, kế thừa những giá trị tinh hoa của mỹ thuật truyền thống Nhật Bản và triết lý tinh giản hiện đại, đội ngũ thiết kế tại Mazda đã nâng tầm thiết kế xe đạt đẳng cấp nghệ thuật, tạo ra các mẫu concept với vẻ đẹp được cả thế giới thừa nhận với các giải thưởng xe concept của năm 2016 và 2018, bao gồm RX Vision đậm chất thể thao, năng động, cá tính và Vision Coupe phong cách quyến rũ với các đường nét thanh thoát sang trọng. Cả hai mẫu xe đều là nguồn cảm hứng về thiết kế cho thế hệ sản phẩm mới mang thương hiệu Mazda. Dựa trên quan điểm mỹ thuật hiện đại ít mà nhiều, less is more, thiết kế thân xe của Mazda 3 thế hệ mới được tinh giản còn một đường nét duy nhất nhưng vẫn tạo cảm giác phấn khích và sống động của mức độ bóng sáng thay đổi theo thời điểm và góc nhìn vào xe, mang đến hiệu ứng thị giác xe chuyển động liên tục ngay cả khi đang đứng yên. Chính gốc rễ văn hóa và tinh thần Nhật Bản đã biến từng chiếc xe tạo nên tại Mazda không chỉ là một cỗ máy mà còn được thổi hồn vào để trở thành một tác phẩm nghệ thuật thực thụ theo tinh thần xe là nghệ thuật. Phần đầu xe của Mazda 3 2020 hiện đại với hệ thống đèn chiếu sáng full LED, từ đèn pha, đèn chiếu sáng ban ngày, đèn sương mù đến đèn hậu. Cụm đèn pha và đèn hậu được thiết kế mới ấn tượng hơn trước nhiều. Cột chữ A lùi về phía sau để tăng khả năng quan sát cho người lái. Phiên bản Mazda 3 2.0 2020 mới hiện diện tại Hà Nội được trang bị bộ mâm đa chấu đẹp mắt 18 inch và đặc biệt là lốp cao cấp Bridgestone. Về không gian bên trong, thiết kế của Mazda 3 nhấn mạnh yếu tố khoảng trống điển hình trong kiến trúc nhà vườn truyền thống của Nhật Bản để làm nên sự nổi bật và đặc biệt cho toàn bộ kết cấu. Dựa trên yếu tố này, thiết kế sản phẩm mới của Mazda 3 được tinh chỉnh và tối giản hóa, loại bỏ các chi tiết thừa để tạo không gian thoáng đãng quanh vị trí lái. Cabin được sắp xếp hướng trục và đối xứng mang lại cảm giác cân bằng, giao diện của mọi chi tiết đều hướng về người sử dụng, giúp tương tác và điều khiển dễ dàng hơn. Điển hình là hệ thống Mazda 3 Connect giúp người lái thoải mái nhận các thông báo và tận hưởng thời gian giải trí trong khi vẫn có thể tập trung vào việc lái xe. Vị trí lái được điều chỉnh tối ưu nhằm đảm bảo tư thế tự nhiên nhất khi lái xe nhờ thiết kế ghế nhỏ hỗ trợ cột sống và bố trí bàn đạp ga chính xác ở vị trí tự nhiên của chân phải. Xe sử dụng ghế da cao cấp, các trang bị hiện đại như màn hình cảm ứng 8,8 inch kết nối Mazda 3 Connect, hệ thống âm thanh 12 loa, màn hình hiển thị trên kính lái HUD, cảnh báo điểm mù, đèn nổ bằng nút bấm. Mazda 3 2020 được trang bị vô lăng 3 chấu bọc da, tích hợp nút bấm tiện ích, lẫy chuyển số, Cruise Control, ghế lái chỉnh điện 10 hướng, có chức năng nhớ vị trí. Theo Mazda, hãng này đã điều chỉnh cường độ âm thanh và hướng âm trên xe dựa trên nghiên cứu mới nhất về các đặc điểm của thính giác con người để bố trí các loa bổng và trầm ở vị trí tối ưu, mang đến chất lượng âm thanh như một buổi trình diễn âm nhạc sống động. Bảng điều khiển được giản lược cùng khu vực tựa tay được thiết kế lại để thuận tiện hơn cho người dùng. Tất cả đều phục vụ mục tiêu tất cả vì con người, human-centric. Mazda 3 2019 được phân phối với 3 phiên bản cùng giá bán từ 669 đến 758 triệu đồng. Trước khi phiên bản 2020 ra mắt, các phiên bản của Mazda 3 2019 đang được khuyến mãi khá sâu với tổng ưu đãi lên tới 70 triệu đồng.
Theo thông tin mà Autobuy có được, đi cùng với thiết kế và vận hành vượt trội, Mazda 3 2020 thế hệ mới sẽ có mức giá niêm yết tăng khoảng 30 đến 50 triệu đồng so với thế hệ cũ, dao động khoảng từ 700 đến 900 triệu đồng. Hãy cùng chúng tôi đợi thông tin chính thức vào ngày 4 tháng 11 sắp tới.